chào các bạn. Rất vui tối hôm nay là buổi tối thứ hai. Tụi mình có một cái buổi tối gặp nhau. Nhân kinh doanh mà sau một tuần làm việc thì chúng ta thường có những buổi tối giao lưu với nhau. Và hôm nay gia đình mình với bạn Thâm công ty La Tích, là bạn Tiên Sương cầm máy, chút xíu các bạn sẽ thấy một công ty Nam Triều. Vợ mình và Nam Bi, đây là Nam Bi, là Nam Bi rồi, đây là bạn Ben, con trai của bạn Thâm. Và tụi mình có cái buổi tối sum họp, ăn cơm tối, nói chuyện với nhau, giao lưu với nhau ở một cái quán, là cái quán Gánh. Thì tại sao tối hôm nay chúng ta hẹn ở đây, thứ nhất là gặp nhau, thứ hai là khám phá cái món này. Làm kinh doanh thì ngoài cái việc làm thì chúng ta cần phải trả lại cho mình là chúng ta phải đi thưởng thức, enjoy những cái món ăn khám phá Sài Gòn này. Sài Gòn này nó có rất là nhiều món. Thì cái món này là cái món của Nha Trang, và mình là cũng là người quê ở Khánh Hòa. Và tối hôm nay mình cũng cùng nhau hẹn với các bạn đến cái quán này để chúng ta cùng nhau thưởng thức. Vậy thì bây giờ các bạn thấy cái món này là cái món gì? Cái món chay. Bạn Thanh ăn chay. Các bạn thấy cái món chay này thú vị mà. Và các bạn thấy này, bạn Thanh cười rất là tươi khi thưởng thức cái món chay này. Và đây là bạn Đi Sương. Bạn Sương gái của cái gì à? Và đây là các bạn thấy cái món cá gì à? Cá gì nước. Các bạn đến đây bạn ấy gọi ngay món cá gì nước. Cái món này là cái món nem này, nem Nha Trang hoặc là nem Ninh Hòa này. Và một phần ít còn lại là gỏi cá mai. Cái này là một cái đặc sản của Nha Trang. Và các bạn thấy ở đây nó có rất là nhiều cái món nước. Cái món nước này các bạn thấy lại không ạ? Những cái món nước rất là ngon. Và hồi nãy giờ Bambi ăn, Bambi có ngon không? Con ăn cá chứ con ăn gì nữa? Con ăn gì nữa? Con ăn xoài nữa hả? Con thích nước gì nữa? Con thích nước sương sơm, củ này hả? Bạn Ben, Ben ơi, con hồi nãy giờ con ăn cái gì? Con hồi nãy giờ con ăn cái món gì con? Con thích cái món gì? Con hồi nãy giờ con thích cái món gì? Ăn bánh tráng với dưa leo. Rất là tuyệt vời. Ok ạ. Bạn Tuyết Sương có chia sẻ gì không ạ? Dạ. Chào cả nhà. Thì hôm nay tối nay là thứ hai đầu tuần, nhưng mà thật sự là rất là ấm áp sau một cái ngày làm việc đầu tuần rất là nhiều công việc và nhiều áp lực. Thì tối hôm nay được đi ăn tối cùng với lại thầy và chị Thanh, được bên gia đình của thầy và chị Thanh ngồi trao đổi với nhau một số công việc, cũng như là trò chuyện với nhau, thầy trò tâm sự với nhau những cái công việc thường ngày trong cuộc sống. Thì thật sự cảm thấy rất là ấm áp, và cũng rất là hy vọng là các bạn hãy như thầy nói là hãy trả cho mình trước. Khi mà mình trải qua những cái giờ phút làm việc căng thẳng thì các bạn đừng bao giờ quên là mình hãy dành cho mình những cái phút giây để mà mình sẽ giải trí, và những cái phút giây đó thì cũng đừng có bao giờ quên là đừng bao giờ đi ăn một mình, mà hãy đi với lại những người thầy, những người bạn thân thiết của mình, thì cái buổi tối nó sẽ trở nên nó ấm áp và nó thú vị hơn. Bạn, tôi thấy là bạn có cho biết là hiện tại bạn kinh doanh cái gì không ạ? Dạ, thì hiện tại thì Sương kinh doanh về mỹ phẩm, và đồng thời thì Sương cũng vừa mới kinh doanh thêm một cái mảng nữa là về thời trang. Sương thì thật sự là cũng rất là vui và rất là may mắn là thầy Duy là cái người thầy đầu tiên của Sương trong cái lĩnh vực kinh doanh, là cái người thầy mà Sương rất là biết ơn. Thì thầy là cái người khai phá tư duy của Sương. Như thầy nói là từ cái người mà làm công, gọi là hồi xưa thì gọi là cái cây đinh á, cái nhớ cây đinh á, mà gọi là nhổ hoài mà không ra. Thấy rồi mình bước qua một cái giai đoạn mới, sang trang mới. Thì hiện tại bây giờ thì Sương, từ cái ngày Sương gặp thầy cho đến bây giờ là cũng tròn 2 năm. Và trong 2 năm kinh doanh đó,
được thầy dìu dắt thì mình cũng đã làm được một số việc cho cái việc kinh doanh của mình. Mình học hỏi được, và đặc biệt là mình học hỏi được rất là nhiều cái kiến thức trong kinh doanh, kiến thức trong cuộc sống, trong xã hội. Và thật sự thì chỉ có một cái lời chia sẻ duy nhất thôi, đó là rất là biết ơn thầy và rất là cảm ơn thầy. Rất là nhiều bạn, rất là nhiều khách hàng khắp mọi miền đất nước đang xem đoạn video này, tại nó sẽ được đưa lên YouTube, lên Facebook. Và các bạn muốn liên hệ với bạn Sương để mua đồ thời trang hoặc mỹ phẩm thì các bạn phải làm như nào? Các bạn lên Google, các bạn search cái gì, hay lên Facebook các bạn search cái gì ạ? Thì hiện tại là Sương có hai thương hiệu mỹ phẩm của Sương là Natriu và thương hiệu thời trang của Sương dành cho trẻ em là tên là Pico Kids. Thì nếu mà các bạn có cần một cái sự chia sẻ nào trong về mảng mỹ phẩm và thời trang thì các bạn cứ lên đánh hai cái thông tin đó và liên hệ trực tiếp với mình sẽ có những cái câu chuyện để mình chia sẻ với bạn. Đúng rồi, bạn Sương có thể là khách bằng để cho mọi người có thể là lên trên đó sợ được, Google sợ được. Dạ, chữ Natriu là NADRI và hai chữ L. Dạ, còn Pico Kids là chữ B I ngắn C O K I D S. Rồi, cảm ơn bạn Sơn rất là nhiều. Cảm ơn anh. Và bây giờ đây là bạn Thanh. Bạn Thanh thì bạn kinh doanh bên lĩnh vực đông y dược. Và cái lĩnh vực của bạn là từ truyền thống của gia đình. Thì bạn Thanh có thể chia sẻ cho mọi người cái câu chuyện kinh doanh của bạn được không ạ? Xin chào mọi người. Như thầy đã giới thiệu thì hiện tại là Thanh đang kinh doanh lĩnh vực về dược thuốc đông y từ truyền thống gia đình của bên nhà chồng Thanh. Thì câu chuyện kinh doanh của Thanh thì thật sự là nó cũng rất là tình cờ, cũng rất là ngẫu nhiên. Thì mình được làm dâu trong một cái gia đình làm thuốc đông y truyền thống với một cái ý nghĩ là mình cũng đi làm nhiều năm giống như Sương vậy đó, cũng phải mất một thời gian, cũng phải gặp thầy Duy mới nhổ hỏi cái đinh ra trong người được. Thì tới gặp thầy Duy thì cứ nghĩ là mình cứ phải theo tiếp tục cái nghề mà lúc trước mà mình đi làm. Nhưng mà khi mà tâm sự với thầy về cái câu chuyện gia đình đó thì thầy là người giúp cho mình tiếp nối công việc của gia đình. Bởi vì thầy là người giúp cho mình thấy được là cái công việc mà ba chồng mình đang làm đã thừa kế 4 đời nay, chồng mình là đời thứ 5, thì thấy rất là có ý nghĩa. Và mình đã được thầy tiếp cho cái kiến thức và những cái trải nghiệm trong kinh doanh. Vì thế mà mình đã theo đuổi cái nghề làm thuốc đông y từ cái ngày mà mình vô gặp thầy ở Tiên Trinh Ninh, là cách đây cũng đã được 2 năm rồi. Và sau 2 năm làm việc thì mình thấy nó thật sự rất ý nghĩa khi mà mình giúp những người bệnh mà họ khỏe hơn, họ hết bệnh, họ có cuộc sống vui hơn, khỏe hơn. Thật sự là mình cảm thấy rất là vui và mình cảm thấy là cái công việc này rất là ý nghĩa cho xã hội. Khách hàng mà muốn liên hệ với bạn và muốn tìm hiểu về cái lĩnh vực kinh doanh của mình thì họ phải lên Google hoặc lên Facebook phải search như thế nào thì mới ra cái lĩnh vực kinh doanh của mình ạ? Dạ, thì mọi người có thể lên website để mà search cái trang web của công ty mình là công ty Latic. Thì trang web tên là latic.com, là viết là latic2g.com. Các bạn Việt kiều nước ngoài và muốn mua thuốc ở Việt Nam thì mua bằng cách nào ạ? Mọi người có thể lên trang web xem địa chỉ website và trên đó mình cũng có fanpage nữa. Trên Facebook thì cứ nhắn tin trên số điện thoại hoặc nhắn tin trên Facebook là sẽ có chuyên gia tư vấn và liên hệ trực tiếp hoặc là trả lời tất cả các tin nhắn mà mình có thể gửi thuốc trực tiếp ra nước ngoài luôn. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Thanh rất là nhiều. Cảm ơn thầy. Để đi các bạn đó mà. Tụi mình có một cái buổi tối rất là vui, ấm áp, cùng nhau nói chuyện với nhau. Và bây giờ các bạn có dịp xem rộng hơn cái quán này. Cái quán rất là đông.
Hồi nãy cái bàn kế bên là người nước ngoài ngồi, họ mới đi ra. Cái quán này ở địa chỉ là 91 2 Bà Trưng 1, gọi chung là quán gánh. Và các bạn thấy rất là đông, rất là đông. Và cái này là các bạn thấy Bambi, Bambi con gái của mình rất là cân. Và bây giờ mình đi ra bên ngoài, mình ghi cái cảnh đó đường, và mình ghi cái địa chỉ quán. Quán à, quán cái chuyện quán gánh đó mà đi sẵn đi ăn rồi đi dùm cho cái quán à, dùm cho cái quán mà các bạn có dịp đi đến Sài Gòn. Cái quán này thì hoàn toàn không có quen đồ gì với mình hết, mình đi ăn và mình thấy nó ngon và mình sẵn quay ở đây và đi ăn dùm thôi. Địa chỉ của nó là 91 2 Bà Trưng, quận 1. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký vào trong Facebook của mình và đăng ký vào trong YouTube của mình. Mình sẽ chia sẻ bạn những đoạn video tiếp theo. Và sẽ có hàng trăm đoạn video sẽ được đưa lên đây. Các bạn nhớ đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.